Sáng ngày 14 tháng 12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ cơ bản và điều tra cơ bản lĩnh vực camera của lực lượng kỹ thuật hình sự. Dự và chỉ đạo tại lớp tập huấn có Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tham gia lớp tập huấn có tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo cán bộ chiến sĩ làm công tác kỹ thuật hình sự của Công an 15 huyện, thị xã, thành phố. Trong những năm qua, công tác nghiệp vụ cơ bản và điều tra cơ bản lĩnh vực camera của lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng làm rõ các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng kỹ thuật hình sự còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do những nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ cơ bản và điều tra cơ bản lĩnh vực camera của lực lượng kỹ thuật hình sự là rất cần thiết, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ chiến sĩ, cũng như trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tại buổi tập huấn, cán bộ chiến sĩ đã được lãnh đạo Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an truyền đạt 3 chuyên đề gồm phổ biến, quán triệt một số văn bản hướng dẫn của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản, quy trình thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và điều tra cơ bản lĩnh vực camera của lực lượng kỹ thuật hình sự, thảo luận, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng kỹ thuật hình sự. Kết thúc lớp tập huấn, 100% cán bộ chiến sĩ tham gia đã nắm chắc trình tự, thủ tục lập hồ sơ, thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo đúng pháp luật, từng bước nâng cao nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội.